Cường kiểm tra cục Icon UX Pro và micro cao cấp Stata PCK320 cho chị gái ở thị trấn Gây Nai, huyện Nam Đầu, Đài Loan ha. Và trước khi kiểm tra âm thanh cho chị thì em đã báo chị gái là em đã nhận tiền 14:25:47 Vietcombank. Và sản phẩm em có tặng dư cho chị thêm 3 món nữa, vì bên em sợ bên nước ngoài sau này chị mua không có, vì bên Việt Nam nó rất là rẻ tiền chứ không có cao tiền. Ví dụ như em tặng dư cho chị dây livestream thu âm ha, cộng này bên Việt Nam cũng chỉ có 150.000 thôi. Giống như dây mic này dài, dây mic xịn này dài 3 mét, ở bên Việt Nam nó cũng chỉ tầm 150.000 thôi chị ha. Em tặng dư cho chị. Và đây là con dây lấy nhạc em cũng tặng dư luôn. Dây lấy nhạc em đang cắm đây, dây ra thu âm em đang cắm đây, và dây mic em đang cắm đây, đầy đủ hết. Cái này là dư, về nhận dư nghe chị. Và kèm theo cái tai nghe kiểm âm cho chị thu âm, hát livestream tai nghe xịn nha, ISK 960. Vì trên mạng họ đang chung, khi mình mua sản phẩm thì họ sẽ nhét cái tai nghe tầm thường, giống tai nghe em đang đeo vậy nè. Tai nghe này tầm thường nó sẽ thấp tiền hơn cái tai nghe này gấp nhiều lần ha. Rồi em tăng nhạc, em test. Kiểm tra cho chị gái ở Đài Loan, ca khúc Em Phụ Tình Anh. Em viết bài này trên nền nhạc của nhạc sĩ Giao Tiên là bài Lại Nhớ Người Yêu Hai. Chị gái lên trên mạng gõ Lại Nhớ Người Yêu Hai, tông nữ sẽ hiện ra cái bài hát của em hát luôn nha. Ngày xưa em nói yêu xuống đời, em hứa bao ngày em còn nhớ. Ngày nào mình còn bên nhau, nhìn chẳng hai đứa nguyên cầu. Tuy cách xa suốt đời có nhau, ngờ đâu em đã em bước vui cười bên tình mới. Hồi rằng tình đầy mong manh, hay vì anh quá cơ hàn, tan vỡ bao giấc mộng ngày xanh. Bao năm đường quê chung lối đi về, bờ để vai sang vai kề, ước thề ta mãi bên nhau. Nhưng sao chỉ còn lại mình nơi đây, bóng người biệt biệt sớm quê, con đường quê giờ chỉ mình anh. Người ơi xin chúc em suốt đời im ấm không rời bên tình. Chuyện tình mình dù thương đau, mình anh ôm lấy nỗi sầu, chôn vùi theo xuống đáy mồ sâu. Một lần nữa em cảm ơn chị gái khách hàng Đài Loan và đã chuyển khoản cho em rất là sớm. Và em sẽ tắt video và gửi cho chị, và em sẽ đóng hàng sẵn cho chị ha. Chị về chị cứ cộng dây màu đen này ha, chị đâm vô cái điện thoại ha. Còn cái này là đỏ trắng không quan trọng nha, chị găm nhầm đỏ trắng thì cũng không sao, không ảnh hưởng gì hết. Cộng dây livestream thì chị nhớ giùm em màu hồng, chị găm vào cục Icon ha, nó cũng không nhầm luôn, nó có một lỗ nhỏ duy nhất thôi không nhầm. Đầu đen còn lại thì găm vào cái điện thoại livestream, em đang livestream xuống đồ chị nè, găm vào cái điện thoại livestream ha, đầu màu đen ha. Còn cái này em chỉnh sẵn hết rồi, chỉnh sẵn hết cho chị rồi. Sau này chị không hiểu cái nút nào thì cứ nhắn tin hỏi em nha. Em cảm ơn chị rất nhiều.